độ mạnh chạm ngưỡng cơn bão lớn cấp 11, 12. Bão ta lim vào hướng đi của bão tối và đêm nay. Tin thời tiết 9 giờ sáng ngày 17 tháng 7 năm 2023. Thưa quý vị, sáng sớm ngày 17 tháng 7, bão ta lim đã đạt cường độ lớn của một cơn bão lớn rất mạnh với sức gió cấp 11, 12 tương đương 103 đến 133 km/h, giật cấp 15. Dự báo bão đi vào bán đảo Lôi Châu của Trung Quốc trong tối và đêm nay. Sau đó đi vào Vịnh Bắc Bộ. Từ chiều nay Vịnh Bắc Bộ có gió giật rất mạnh, biển động dữ dội. Bão sẽ tiếp tục mạnh lên, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, đổ bộ vào bán đảo Lôi Châu trong tối và đêm nay, sau đó đi vào Vịnh Bắc Bộ, tiến về vùng biển của Quảng Ninh Hải Phòng, rồi đổ bộ vào đất liền các tỉnh miền Bắc Việt Nam trong tối và đêm 18 tháng 7. Thời điểm 4 giờ sáng ngày 18 tháng 7, tâm bão trên khu vực phía Tây bán đảo Lôi Châu của Trung Quốc, cách móng cái Quảng Ninh của Việt Nam khoảng 190 km về phía Đông Đông Nam, cách Hải Phòng khoảng 290 km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão cấp 11 đến 12, giật cấp 15. Trên đất liền, từ gần sáng ngày 18 tháng 7, vùng ven biển khu vực từ Quảng Ninh đến Nam Định có gió mạnh dần lên cấp 6, cấp 7, sau đó tăng lên cấp 8 Vùng gần tâm báo cấp 9 đến 10, giật cấp 13, khu vực sâu trong đất liền, phía đông bắc bộ có gió mạnh cấp 6, 7, giật cấp 9